Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 12 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn Sao Vàng. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự lễ khởi công có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn Sao Vàng có chiều dài 5,2 km, đi qua thị trấn Lam Sơn và các xã Tây Hồ, Xuân Giang, Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân. Có quy mô đường cấp 4 đồng bằng với tổng mức đầu tư gần 317 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 24 tháng. Công trình do Ủy ban dân huyện Thọ Xuân làm chủ đầu tư, đơn vị xây lắp là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng. Đây là một trong những dự án quan trọng đối với sự phát triển của huyện Thọ Xuân nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, giảm tải lưu lượng giao thông trên quốc lộ 47B, thu hút hành khách từ tỉnh Ninh Bình đến cảng hàng không Thọ Xuân. Đồng thời thúc đẩy nhanh hơn quá trình hình thành thị xã Lam Sơn Sao Vàng theo quy hoạch và đẩy mạnh phát triển khu phức hợp hàng không, khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn Sao Vàng. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực chủ động của Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư và các điều kiện cần thiết để khởi công dự án. Đồng chí đề nghị huyện Thọ Xuân làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương ký cam kết bàn giao mặt bằng sạch với nhà thầu thi công, chỉ đạo nhà thầu xây dựng chi tiết tiến độ thực hiện dự án, làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc và giám sát thi công. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu liên danh nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu theo đúng hồ sơ dự thầu để triển khai thực hiện dự án tại những nơi đã được bàn giao mặt bằng, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Các sở ngành liên quan chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kế hoạch vốn cho dự án đảm bảo quy định, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hướng dẫn đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư, nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra. Sáng ngày 12 tháng 7 tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vòng loại khu vực 4. Qua vòng loại sẽ lựa chọn các đội tuyển có thành tích xuất sắc tham dự hội thi chung kết thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới đây. Tham gia hội thi có 7 đội tuyển của công an các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Các đội thi đấu 3 nội dung: chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ, chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy. Đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm. Hội thi là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các địa phương rèn luyện nâng cao thể lực, trình độ kỹ thuật chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Thông qua hội thi cũng là dịp để quần chúng nhân dân thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn vất vả trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kết thúc hội thi, đội tuyển của Công an tỉnh Thanh Hóa đạt giải nhất, đội tuyển của Công an tỉnh Nghệ An đạt giải nhì và giải ba thuộc về đội tuyển của Công an tỉnh Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2014, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa đã chuyển hướng các hoạt động khuyến công từ đào tạo nghề sang xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nông thôn, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại. Bằng nguồn kinh phí khuyến công của Trung ương và của tỉnh, Trung tâm đã hỗ trợ khuyến khích hàng chục doanh nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Dây chuyền máy ghép thanh gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Xuyên Bình, huyện Triệu Sơn được đầu tư từ năm 2018. Trong quá trình tìm hiểu công nghệ và chuẩn bị nguồn vốn đầu tư, doanh nghiệp này đã được Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa tư vấn và hướng dẫn tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình khuyến công. Nhờ đó, tiến độ đầu tư dây chuyền được đẩy nhanh. Sản phẩm sản xuất ra cho độ chính xác cao, độ nét của sản phẩm tốt hơn, trong khi năng suất cao gấp 3 lần so với trước đây. Hiện sản phẩm gỗ ván ghép thanh của đơn vị đã xuất khẩu được sang thị trường Hàn Quốc, góp phần tạo việc làm ổn định cho hơn 70 lao động địa phương.
Bên khuyến công các anh các chị tự liên hệ và hướng dẫn, là hồ sơ thì các thứ làm rất là nhanh gọn, và cái gì mà không đúng thì các anh các chị cũng giúp đỡ hỗ trợ. Trước đây thì chúng tôi cần một cái gì đó thì phải đi vay, bây giờ cái sự hỗ trợ thì là cái số vốn đó mình không phải đi vay, mình tự sản xuất thì thắng đỡ vất vả cho công ty hơn, và sản phẩm ra thì tốt hơn, hiệu quả hơn, thì là máy móc hiện đại hơn mà. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo nghề cho các đơn vị doanh nghiệp, từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa đã hỗ trợ xây dựng 8 mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp nông thôn với tổng kinh phí 5,7 tỷ đồng. Thực hiện 101 đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án khuyến công quốc gia điểm về hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát triển sản xuất chế biến lâm sản giai đoạn 2018-2020. Thông qua hoạt động khuyến công, nhiều cơ sở doanh nghiệp nông thôn đã chú trọng quan tâm đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đơn vị sản xuất trên địa bàn thì một số công nghệ là nó cũng lạc hậu rồi. Đấy thì cũng được quan tâm đầu tư dây chuyền sản xuất cát nhân tạo, thì chúng tôi cũng thấy được là cái hiệu quả của nó là sản xuất ra sản phẩm là chất lượng, doanh nghiệp chủ động được cái nguồn cát để đưa vào sản xuất. Cái thứ hai cũng cung cấp được cái lượng cát cho các cái nhà xây dựng. Các công ty hiện tại bây giờ là đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại thì anh cũng rất là nhiều vốn, mà được sự quan tâm của bên khuyến công thì khuyến công đang tiếp tục làm hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ để cho bên doanh nghiệp được tiếp cận vốn rất là thuận lợi. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn của Thanh Hóa đều có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu. Do vậy, việc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nông thôn thay thế máy móc, công nghệ có ý nghĩa quan trọng, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ sản xuất mới, hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí đầu vào. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Bắt đầu từ cuối tháng 6 năm 2020, đoàn kiểm tra liên ngành gồm các lực lượng, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cảnh sát Môi trường, Quản lý Thị trường Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch thanh kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, trong đợt kiểm tra kéo dài gần một tháng, từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra 12 đơn vị sản xuất phân bón trên phạm vi toàn tỉnh. Ngoài việc kiểm tra về hồ sơ sản xuất phân bón như giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng, phiếu kiểm nghiệm chất lượng, hợp đồng, hóa đơn mua bán hàng hóa, lực lượng thanh tra sẽ tập trung kiểm tra về chất lượng phân bón, nội dung ghi nhãn hàng hóa và kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở sản xuất phân bón. Kết quả kiểm tra tại một số cơ sở sản xuất phân bón cho thấy, hầu hết các đơn vị sản xuất phân bón này đều có đầy đủ các loại hồ sơ, thủ tục theo quy định. Việc thanh kiểm tra đã giúp cho các cơ sở sản xuất hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, khắc phục những thiếu sót, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua các những lần kiểm tra của đoàn thì có những cái vì doanh nghiệp còn chưa thực hiện được thì doanh nghiệp cũng luôn là nỗ lực phấn đấu để thực hiện đúng cái quy định và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Theo rà soát của cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 500 sản phẩm phân bón vô cơ, 21 loại phân bón hữu cơ được công bố hợp quy đang lưu hành. Hàng năm, các doanh nghiệp sản xuất phân bón sản xuất khoảng 300.000 tấn, đáp ứng khoảng 55% nhu cầu sử dụng phân bón trong tỉnh. Số còn lại là phân bón nhập về từ tỉnh khác hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. Việc tiêu thụ lượng phân bón và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang thông qua gần hơn 900 đại lý cửa hàng, cơ sở và điểm kinh doanh. Hiện nay, tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp. Ngoài việc thanh kiểm tra theo kế hoạch, các đoàn liên ngành sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm soát chặt chẽ các khâu lưu thông, thị trường buôn bán phân bón, tạo sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh. Đối với những các cái sản phẩm hoặc những cái loại phân bón mà qua quá trình kiểm tra mà hay không đảm bảo về mặt chất lượng đấy, hoặc là thứ thì là cũng nên tăng cường cái việc kiểm tra hơn. Đối với những cái đơn vị mà vi phạm thì chúng ta cũng phải có cái xử lý cho nó thật nghiêm minh để tránh nhầm lẫn giữa là đơn vị tốt và đơn vị không tốt. Kiểm tra và đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật của các đơn vị sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra là cũng là để mà bảo vệ cái quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như ngăn chặn những cơ sở sản xuất phân bón mà kém chất lượng.
Sau khi kết thúc đợt kiểm tra các cơ sở sản xuất phân bón, các đoàn kiểm tra liên ngành và thanh tra ngành nông nghiệp sẽ tiến hành thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón và các loại vật tư nông nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh. Nắng nóng liên tục kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng thủy sản nuôi. Có một số ao nuôi đã xuất hiện tình trạng thủy sản bị chết. Do vậy, người chăn nuôi cần chú trọng hơn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ nhằm giảm thiểu những thiệt hại do nắng nóng gây ra. Gia đình anh Lê Viết Duy có 2 hecta nuôi thủy sản giống. Cách đây một tuần đã có một số ao nuôi cá hồng Mỹ bị chết do sốc nhiệt. Trong những ngày này, ngoài tăng cường cung cấp nước, vệ sinh ao nuôi, anh luôn chú trọng đến chế độ cho ăn, đảm bảo tăng sức đề kháng cho thủy sản. Để chăm sóc thủy sản về mùa nắng nóng, về con vật nuôi ở đây của tôi là phải chú trọng về vitamin C. Cho ăn nó giúp con tôm, con cá nó xả chết, giúp con tôm, đặc biệt con tôm là nó sẽ nhanh cứng vỏ. Còn với anh Lê Trương Thi ở thôn 3 xã Hoàng Yến, huyện Hoàng Hóa, trong thời gian này, việc chăm sóc các đối tượng thủy sản nuôi cũng được anh theo dõi sát sao, nhất là chế độ dinh dưỡng và nguồn nước. Về đêm thì nắng nóng như này thì hắn hay thiếu khí, thì 1-2 giờ sáng phải dậy bật quạt. Hoặc là cái cổ phần ăn của cá thì một ngày cho ăn khoảng 3-4 cử, tùy theo cái đầu con dưới ao hoặc là trọng lượng của cá. Hiện nay Thanh Hóa có 19.500 hecta nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi nước mặn lợi trên 5.300 hecta, nước ngọt trên 14.000 hecta. Sản lượng thủy sản nuôi 6 tháng đầu năm ước đạt trên 29.000 tấn, đạt 53% kế hoạch năm. Trong thời gian gần đây, do nắng nóng kéo dài, các loại thủy sản nuôi nhất là tôm, cua, cá dễ xảy ra hiện tượng như bỏ ăn, kém ăn, thậm chí dịch bệnh. Theo các cơ quan chuyên môn, để hạn chế tác động của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe các đối tượng thủy sản, người nuôi cần quan tâm theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp quản lý môi trường, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh. Đối với diện tích nuôi tôm cá nước lợ, để hạn chế nắng nóng, có thể sử dụng lưới che phủ 2/3 diện tích mặt ao. Những ao nuôi nước ngọt có thể thả bèo tây chiếm 1/3 diện tích mặt ao làm chỗ trú nắng cho cá. Thường xuyên kiểm tra môi trường nước để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Chúng ta phải dâng cái mực nước lên cao nhất có thể để đảm bảo cái mực nước sâu từ 1,7 m tới 2 m. Cái thứ hai là phải tăng cường cái quạt nước để nó đỡ là có sự phân tầng nước, và phân tầng nước trong ao nuôi tôm hoặc nuôi cá thì nó gây ra cái tình trạng là thiếu oxy cục bộ và thậm chí là có thể gây chết tôm cá hàng loạt. Khi phối trộn thức ăn vào thì chúng ta có thể bổ sung một số các cái chất dinh dưỡng, ví dụ như vitamin C hoặc một số những cái chất dinh dưỡng bổ sung vào trong thức ăn để nâng cao cái sức đề kháng cho con tôm con cá. Theo kế hoạch, năm 2020, Thanh Hóa đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 55.000 tấn trở lên. Vì vậy, việc chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ các đối tượng thủy sản của người dân và các địa phương trước những ảnh hưởng của nắng nóng là điều kiện quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu quả kinh tế và hoàn thành mục tiêu đề ra. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, năm 2019, du lịch nội địa của Việt Nam đạt 90 triệu lượt khách. Để đáp ứng nhu cầu du lịch nội địa khi dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn Thanh Hóa đã nỗ lực đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút khách du lịch đến với Thanh Hóa. Nắm bắt nhu cầu du khách đến du lịch tại thành phố Thanh Hóa, công ty In Ba Đình vừa khai trương khách sạn Phượng Hoàng 3 theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao đẳng cấp. Phượng Hoàng 3 có quy mô 11 tầng, 130 phòng quy chuẩn. Hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa mới chỉ có 3 khách sạn theo tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao, bởi vậy việc khách sạn 5 sao Phượng Hoàng 3 đi vào hoạt động sẽ góp phần giúp thành phố Thanh Hóa có thêm một địa chỉ tin cậy phục vụ du khách. Chuỗi khách sạn Phượng Hoàng thì chúng tôi có một mục tiêu là xây dựng một cái chuỗi khách sạn có cái cơ sở vật chất hiện đại nhất, chất lượng dịch vụ tốt nhất để nhằm đáp ứng cái nhu cầu du lịch của khách trong nước quốc tế đến tham quan học tập du lịch tại Thanh Hóa. Khách sạn Phượng Hoàng 3 là một trong những khách sạn có chuỗi khách sạn Phượng Hoàng. Và chúng tôi phấn đấu là xây dựng là một khách sạn có cái thương hiệu hàng đầu ở Thanh Hóa này và góp phần vào cái kích cầu của du lịch Thanh Hóa nói chung và cái ngành khách sạn của Việt Nam nói riêng. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chính sách ưu đãi kêu gọi các doanh nghiệp trong ngoài tỉnh đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 900 cơ sở lưu trú với 40.100 phòng, trong đó có 198 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao và có 97 hộ kinh doanh dịch vụ homestay. Các khách sạn, cơ sở lưu trú đều được đầu tư trang thiết bị tiện nghi, chất lượng dịch vụ được chú trọng, đáp ứng yêu cầu của khách. Đại dịch Covid thì ảnh hưởng rất là nặng nề đến cái du lịch nói chung, và trong đó có cái dịch vụ
nghỉ dưỡng, dịch vụ khách sạn. Tuy nhiên nhưng mà nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục xây dựng cái nơi lưu trú tốt và chất lượng cao, có những nơi đơn vị xây dựng tới 5 sao, tiêu chuẩn 5 sao. Thì tôi cho rằng đây là một cái đúng hướng, bởi vì là cái tiềm năng du lịch của thành phố Thanh Hóa, của tỉnh chúng Thanh Hóa chúng ta đang còn rất là cần phát triển và cần nhiều cái đầu tư này, và đầu tư chắc chắn là sẽ có những cái thành công. Theo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch hiện nay, nhu cầu của khách du lịch đã qua giai đoạn chỉ cần có nơi ngủ nghỉ khi đi du lịch mà đã chuyển sang xu hướng lựa chọn cơ sở lưu trú sang trọng. Đây là các yếu tố thúc đẩy các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn Thanh Hóa phải phát triển các cơ sở lưu trú, các khách sạn hạng sang cả về cơ sở vật chất, cả về chất lượng dịch vụ. Cùng với việc hỗ trợ xây dựng nhà tránh trú bão cho người dân, dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam do Quỹ Khí hậu Xanh GCF tài trợ không hoàn lại đã nhân rộng và phát triển nhiều mô hình tạo sinh kế dựa vào cộng đồng cho người dân các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Tái, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn nuôi ong theo kinh nghiệm học hỏi truyền thống từ người dân địa phương. Cuối năm 2019, khi tham gia mô hình nuôi ong mật do Quỹ Khí hậu Xanh GCF tài trợ, gia đình ông Tái được hỗ trợ 5 đàn ong để gây giống và thức ăn dưỡng ong trong 2 tháng đầu tiên, đồng thời được tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi ong theo phương pháp khoa học. Sau hơn nửa năm, đến nay từ 5 đàn ong ban đầu, ông Tái đã nhân lên được 10 đàn và bắt đầu cho thu hoạch 2 lần, sản lượng khoảng 60 kg mật cho thu nhập hơn 15 triệu đồng. Tôi được thụ hưởng theo dự án nuôi ong mật nội địa của dự án trồng rừng ngập mặn. Thì được thụ hưởng cái chương trình của dự án này thì thứ nhất là có việc làm mà đảm bảo được cái sức khỏe, vì sức khỏe nó yếu, nó phù hợp với sức khỏe, đảm bảo được việc làm. Cái thứ hai là thu nhập được hàng năm được nâng lên. Việc thứ ba nữa là đảm bảo được cho cái môi trường. Đến nay đã có 7 mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu do Quỹ Khí hậu Xanh GCF triển khai trên địa bàn các huyện ven biển của tỉnh Thanh Hóa với hơn 140 hộ gia đình được thụ hưởng. Gồm các mô hình như nuôi tôm sú sen ghép cua xanh, nuôi tôm sú sen ghép cá rô phi, nuôi cua xanh thương phẩm, chăn nuôi vịt thịt. Trong đó, mô hình nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, sen ghép cá rô phi đang được đánh giá là mang lại hiệu quả cao, có khả năng chống chọi tốt với dịch bệnh và sự biến đổi thất thường của thời tiết. Như trước kia là chúng tôi chưa được sự hỗ trợ thì chúng tôi nuôi là chỉ có tôm không thôi. Nuôi tôm không thì cái hiệu quả nó rất thấp. Rồi cho đến giờ thì cái được hỗ trợ về con giống như cá này, tôm này thì chúng tôi nuôi là nó hiệu quả hơn rất nhiều. Ví dụ như là năm cũ như ngày trước thì một năm là chúng tôi chỉ thu được 1 hoặc đến 2 vụ một trong một năm thôi, nhưng đến giờ thì chúng tôi được 3 vụ trên một năm. Đối tượng được lựa chọn từ người dân đó, một là những người nghèo bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, bởi thiên tai, thứ hai nữa là những người mà có những cái diện tích nuôi trồng thủy sản ven biển bị ảnh hưởng bởi khi mình trồng rừng ngập mặn. Sự lựa chọn này thì trên cơ sở những cuộc họp dân và chọn đúng đối tượng. Chúng ta giúp người dân có những kiến thức để sau đó họ chia sẻ với nhau và học hỏi lẫn nhau để phát triển mô hình. Và bản thân khi dự án rút lui rồi thì người dân có thể cũng tự phát triển. Đối với phần lớn nông dân thì ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn còn là một điều gì đó xa lạ. Nhưng chính nhờ các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu được triển khai đã không chỉ nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân địa phương trong việc bảo vệ môi trường, mà còn giúp họ nâng cao thu nhập, tạo sinh kế ổn định và lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tháng 7 năm 2020 đã chia giấy phép lái xe ra thành 17 hạng khác nhau thay vì 13 hạng như hiện nay. Trong đó gồm 4 hạng không thời hạn và 13 hạng có thời hạn. Việc thay đổi đang khiến nhiều người tham gia giao thông quan tâm và có không ít người dân băn khoăn. Theo quy định hiện hành, có tất cả 12 hạng giấy phép lái xe, bao gồm A1, A2, A3, A4, B1, B1 số tự động và B1, B2, C, D, E, FB2, FG, FE. Tuy nhiên, tại dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chia giấy phép lái xe thành 17 hạng khác nhau, gồm A0, A1, A, B1, B2, B,
C1, CG1, C2, G, BE, C1E, CE, G1E, G2E và GE. Điểm mới tại dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi là có thêm hạng giấy phép lái xe A0 cấp cho xe máy có dung tích động cơ dưới 50 phân khối một xe máy điện, có công suất dưới 4 kWh. Trước quy định của dự thảo luật sửa đổi này, một số ý kiến đã bày tỏ lo ngại về việc bằng lái xe A1 có thể sẽ không được lái SH và bằng lái xe B1 có thể không được lái ô tô. Theo như dự thảo thì nó phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, để nó thuận tiện cho người dân khi đi ra ngoài nước ngoài làm việc hoặc sinh sống. Hiện tại thì đang có 13 hạng giấy phép lái xe, thì bây giờ tới đây sẽ là 17 hạng. Thì tôi cũng chỉ cá nhân người dân tham gia giao thông như tôi, thì tôi mong muốn là các cơ quan chức năng cũng như là quản lý là tạo điều kiện cho người dân cấp đổi một cách nó hiệu quả nhất. Luật giao thông đường bộ của Quốc hội thông qua thì chúng tôi thấy sự thay đổi nó rất cần thiết. Nhưng tuy nhiên thì với tình hình giao thông hiện tại của Việt Nam hiện nay cũng như Thanh Hóa thì tôi thấy việc sửa đổi thì cũng nên mang một cái điều gì đó đến cho với người dân, đặc biệt là cách thủ tục hành chính làm sao cho nó hợp lý. Trước những ý kiến của người dân, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định không có chuyện bằng B1 không được lái ô tô và bằng A1 không được lái xe 150 phân khối như nhiều người đồn đoán, mà có thể hiểu đơn giản, với người dân đã được cấp giấy phép lái xe có thời hạn thì cứ sử dụng bình thường. Việc thay đổi các hạng giấy phép lái xe để phù hợp chuẩn quốc tế tạo điều kiện cho việc sử dụng giấy phép lái xe của Việt Nam ở nước ngoài và giấy phép lái xe nước ngoài tại Việt Nam. Việc điều chỉnh phân hạng giấy phép lái xe không ảnh hưởng và phát sinh thủ tục và chi phí cho người dân. Vậy, khi chuyển đổi hệ thống tên gọi, các hạng giấy phép lái xe sẽ không hồi tố đối với các bằng lái xe cũ. Người dùng sẽ không phải thi lại bằng, đổi bằng. Sau khi luật mới được thực hiện, sẽ cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới cho người dân có nhu cầu đổi, cấp mới hoặc cấp lại giấy phép lái xe. Vụ quản lý phương tiện cũng nhấn mạnh, hiện nay ban soạn thảo và tổ biên tập vẫn tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của người dân để tiếp thu điều chỉnh các nội dung trong dự thảo luật cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tình hình trật tự an toàn giao thông tại Việt Nam. Thông tư 12 quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7. Đây là cơ sở để quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn giao thông. Thông tư 12 được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định tại Nghị định 10 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Cụ thể, trước khi giao nhiệm vụ vận chuyển cho người lái xe, bộ phận quản lý các điều kiện an toàn giao thông tại doanh nghiệp, đơn vị phải tổng hợp, phân tích các dữ liệu về hoạt động của từng phương tiện trong quá trình vận chuyển thông qua thiết bị giám sát hành trình để chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Công ty Mai Linh Wheeler chúng tôi đã thực hiện các cái giải pháp đồng bộ để đảm bảo cái vấn đề an toàn giao thông ở trên đường. Trong đó chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc cái việc đo nồng độ cồn của lái xe trước khi vận hành xe, kiểm tra sức khỏe của lái xe, đo huyết áp, đo nhịp tim của lái xe trước khi vận hành xe. Thông tư quy định, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Camera lắp trên xe phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu. Một điểm đáng chú ý trong thông tư 12 là thông tin dữ liệu từ camera lắp trên xe được sử dụng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp cho cơ quan công an, ngành giao thông vận tải để kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và công tác khác để bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông. Đối với lái xe thì chúng tôi giám sát kiểm tra trước khi xe đi kinh doanh về hình ảnh xe, về tất cả các giấy tờ, điều kiện đảm bảo an toàn giao thông vận tải. Và hàng ngày chúng tôi, cán bộ văn phòng kiểm tra các xe đi kinh doanh thông qua thiết bị giám sát hành trình và triển khai đến tất cả các lái xe nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông. Được biết thông tư số 12 sẽ có hiệu lực trong ngày 15 tháng 7 tới đây. Hiện nay Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, các tổ chức cá nhân nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải về hoạt động kinh doanh vận tải, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.